Thủ tướng Nhật Bản mắc COVID-19. Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản thông báo Thủ tướng Fumio Kishida có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông hiện đang nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng tại nhà riêng. Ông Fumio Kishida vừa có kỳ nghỉ kéo dài một tuần và dự kiến sẽ trở lại làm việc vào ngày 22 tháng 8. Nhật Bản đang phải ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 7 do dòng phụ BA5 của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh. Số ca mắc mới COVID-19 đã tăng trở lại trên các mức cao kỷ lục, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thứ ba thế giới. Cho đến nay, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 17 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 36.833 ca tử vong. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.